Tôi muốn bay cao hơn nữa. Bay cao hơn nữa. Chạy như báo phi. Kiêu hãnh như vậy. Anh... Bất ngờ không? Anh không cần huấn luyện, không cần làm nhiệm vụ à? Sao mà nghiêm túc vậy? Tôi tới thăm anh đó. Tiện thể thăm lại chốn xưa, trung đội đại học thành của tôi. Vẫn là dáng vẻ thân quen. Vẫn là mùi vị thân quen. Vậy anh đừng đi nữa. Vậy không được, tôi nhận lệnh tới thăm anh. Thăm xong phải quay về. Hai ngày nay nhiệm vụ đội phi báo nhận có vụ cháy xưởng quá chất kiến ninh, rồi có buồng cao áp xưởng bia, rồi cả một đống báo cáo phải viết. Đau đầu, đau đầu. Được, anh bận như vậy thì bao đi đi, đừng lỡ việc lớn. Này không phải việc lớn. Quan trọng nhất là bây giờ anh không ở đội phi báo. Mất vui hẳn rồi. Với lại một mình tôi cũng không trị được cái tên Đạt Triệu. Anh chế ngự được tàu mảnh rồi tính. Tôi hỏi anh này, anh có gặp được anh đưa thư nào cao to dạm dở thế này không? Không cần. Lâm Nghị, mong cậu đổi môi trường thì sẽ đổi tâm trạng. Bình thường đừng nghĩ nhiều quá, thả lỏng ra. Cậu chạy sang trung đội đại học thành cho thảnh thơi rồi phải không? Không sao thì mau về đây. Làm nhiệm vụ mà không có cậu thấy không quen gì hết. Cậu không có tôi ở đây cô độc cầu bại cũng vô vị. Nhớ dáng vẻ cậu không ưa tôi, lại chả làm được gì tôi. Tạm thời để nhóc Đạt Triệu ngông cuồng một tí. Cậu yên tâm, tôi cũng không để anh ta thắng sướng đâu. Lâm Nghị à, Lâm Nghị, chiến hữu của cậu Trương Hiếu Kỳ ngày nào cũng nhớ cậu, nhớ tới độ ngủ không yên. Anh em có chuyện gì đừng đè nén, có thể đánh nhau một trận thì đừng nín nhịn. Anh Lâm tiểu đội trưởng nói rồi, giường anh không ai được động vào, chờ anh về. Bác sĩ Diệp đây mà, sao không đi khám vậy? Thăm bà không được sao? Cô và Lâm Nghị là bạn à? Sao tôi không biết? Chứng tỏ hai người chưa thân lắm. Ai nói vậy? Tôi và Lâm Nghị quen nhau hồi mười mấy tuổi. Tôi và anh ấy thân như người một nhà. Bảo sao Lâm Nghị nói cô giống em gái anh ấy? Cô nói gì vậy? Cô mới là em gái anh ấy. Tôi cho cô biết, trên đời này tôi là người quan tâm Lâm Nghị nhất. Điều tôi làm được cho anh ấy, cô không bao giờ làm được. Mau đi đi, người anh ấy cần là tôi. Tôi không cần ai hết. Hai người đừng tới thăm tôi. Lâm Nghị, anh vẫn khỏe chứ? Đây là thứ em tặng anh, thuốc làm người ta vui lên. Lâm Nghị, tôi là bác sĩ, xin hãy tin tôi có thể chữa khỏi bệnh của anh. Xem tôi là không khí sao? Xin cô tránh xa anh ấy một chút. Cô im đi. Cô chắc chắn Lâm Nghị cần cô sao? Cô biết PTSD là gì không? Không biết chứ gì. Mời cô lấy điện thoại ra, search cho kỹ bệnh của Lâm Nghị. Nếu cứ để nó phát triển thì có thể sẽ để lại thương tật cả đời không thể chữa khỏi. Nói thì hăng lắm, làm như cô có cách vậy. Cô nói đúng, tôi có. Theo tôi. Bỏ ra, ban ngày ban mặt sao ở đây giật người như vậy? Đây là quân đội, không được tùy ý ra ngoài. Tôi đã xin đội trưởng Dương của anh cho nghỉ rồi. Lâm Nghị về đây cho em. Đứng lại. Cô đây, xin cô dời xe. Đây. Lúc nãy mới xảy ra chuyện gì chắc anh nhìn thấy rồi. Sao anh không quản vậy? Mời cô dời xe đi. Đó là giường bệnh của Tiểu Hùng. Giờ anh không nhìn thấy nó. Có lẽ sau này cũng không bao giờ được nhìn thấy nữa. Không đâu. Bệnh tình Tiểu Hùng rất nghiêm trọng. Ba mẹ đã đưa nó tới bệnh viện lớn ở Thượng Hải rồi, nhưng mà tiên lượng không lạc quan. Lâm Nghị,
Tôi biết anh không vì yếu hèn mà là vì tự trách. Cô không hiểu được đâu. Tất nhiên tôi hiểu, chuyện Tiểu Hùng không phải lỗi của anh. Tôi cũng từng nhìn thấy cảnh người thân mình mất đi ngay trong vòng tay của tôi. Đó là mẹ tôi. Cảm giác bất lực đó tôi hiểu hơn ai hết. Anh trốn từ đội phi báo về trung học đại học Thành, không gặp bất kỳ ai. Chẳng lẽ anh trốn được cả đời sao? Lúc mẹ mất, tôi cũng đã trốn một dạo. Nhưng sau đó tôi phát hiện điều đó chỉ khiến người bên cạnh mình thêm đau khổ. Tôi đau lắm, thực sự rất đau. Tôi rất đau. Khóc ra đi, khóc ra là ổn thôi. Khóc ra đi. Đời người là vậy đó, nhiều điều nuối tiếc không kịp bù đắp, nhiều người không kịp giữ lại. Đừng quên lý tưởng ban đầu của anh khi làm đến cứu quả. Lâm Nghị, đi làm việc anh nên làm đi. Làm anh Spider-Man tự tin dũng cảm mà Tiểu Hùng sùng bái.